Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 112 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 112 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Hạ gia Trung Châu bên trong Lôi Đình. Tại Lôi Đình đại điện, đám cường giả Hạ gia tụ tập lại. Hạ gia tuy luôn luôn không hiển lộ, nhưng nội tình của Hạ gia còn trên cả một số ít thánh địa ma đạo. Chỉ riêng lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh đã có hơn 10 vị, Tam Tương Cảnh có gần trăm. Lực lượng khổng lồ này thậm chí có thể săn bằng một thánh địa. Những cường giả Hạ gia đó bộ mặt âm trầm, vừa rồi bọn họ dùng sức mạnh của toàn tộc kích hoạt địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi tám tòa đại đỉnh để cảm ứng tung tích của thiên đỉnh, lại thật không ngờ không cảm ứng được thiên đỉnh một chút nào cả. Tuyệt không thể nào như vậy. Một gã cường giả Hạ gia khuôn mặt hiện lên vẻ không tin, lớn tiếng mà nói: Hạ gia ta sử dụng bát đỉnh, trong đó có 6 cái là cấm bảo, tuyệt đối không thể nào không cảm ứng được đến phương vị của thiên đỉnh. Cũng không phải là không có khả năng đâu. Hạ Minh Đường trầm giọng nói: Nếu như Liệt Hỏa Minh Tôn mang thiên đỉnh Hạ gia ta đi Diêm Ma Thần Điện, dùng cấm bảo ma tộc của Diêm Ma Thần Điện chấn áp, quả thật có thể khiến cho chúng ta không cảm ứng được thiên đỉnh. Điện chủ, Diêm Ma Thần Điện có thủ án với Liệt Hỏa Minh Tôn, sao có thể cho lão ta mượn cấm bảo để chấn áp thiên đỉnh cho được? Một lão già Hạ gia khác quả quyết nói. Mọi người đều mở miệng đoán đủ mọi khả năng. Đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm như hoàng đế truyền đến, trầm giọng nói: Không cần cãi nhau, ngoại trừ cấm bảo còn có một món vua bảo có thể chấn áp được thiên đỉnh, mà nó lại ở trong tay Diệp Húc, Diệp Thứ Bảo. Liệt Hỏa Minh Tôn cùng hắn ta cá mè một lứa, chắc là mượn món bảo vật này của hắn chấn áp thiên đỉnh, khiến chúng ta không thể cảm ứng được. Mọi người nghe vậy trong lòng rùng mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên ngai vàng của Lôi Đình đại điện đột nhiên vỡ ra, lộ ra một gương mặt thật lớn, tướng mạo trang nghiêm, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thần tử. Người đàn ông trung niên đó chính là Hạ gia chủ Hạ gia, Hạ Thánh Chủ, đồng thời cũng là một vị tuyệt thế cường giả Nhân Hoàng Kỳ đỉnh phong. Thanh âm vù vù truyền đến: Món vu bảo đó chính là kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn. Liệt Hỏa Minh Tôn giấu thiên đỉnh của Hạ gia ta trong Nam Thiên Môn. Nếu là không gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì Hạ gia ta có thể dễ dàng triệu hồi thiên đỉnh, nhưng hiển nhiên Liệt Hỏa Minh Tôn đa mưu túc trí, chỉ sợ đã giấu thiên đỉnh bên trong cánh cửa càng sâu hơn, ngăn cách không gian, cắt đứt cảm ứng. Dù là bát đỉnh Hạ gia ta đồng thời xuất ra cũng không thể triệu hồi cái đỉnh này về được. Thật không hổ là lão quái vật của Diêm Ma Thần Điện, Liệt Hỏa Minh Tôn lão giả hoạt này khó trách có thể tranh chấp với Diêm Ma Điện Chủ. Sắc mặt của Hạ Minh Đường kịch biến, trầm giọng nói: Gia chủ, kẻ này giả hoạt như vậy, chẳng lẽ thiên đỉnh của Hạ gia ta chỉ có thể rơi vào trong tay kẻ này, không thể đoạt lại được sao? Thiên đỉnh đại diện cho mặt mũi Hạ gia ta, nhất định phải đoạt lại, không thể để mất được. Hạ Thánh Chủ hừ lại một tiếng nói: Liệt Hỏa Minh Tôn nghĩ có thể chiếm tiện nghi của Hạ gia ta sao? Lão ta nhất định chỉ còn con đường chết. Lúc này Tường Đường đang truy tìm tung tích của lão ta ở ma vực, như vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng có tin tức chuyển đến. Đến lúc đó ta cũng phải đích thân đi ra ngoài một chuyến, đi gặp vị Liệt Hỏa Minh Tôn, Đại Minh Tôn Vương này. Mà lúc này bên trong biển oan hồn, Diệp Húc tế cửu đỉnh lên, không ngừng cắn nuốt linh khí và các loại tinh khí trong cửu đỉnh của Hạ Trung Đường. Cửu đỉnh mà Hạ Trung Đường luyện chế chính là một món bất diệt chi bảo, trong đó cất giữ không ít nguyên thần của dị thú thượng cổ cùng với tâm huyết của hắn ta. Vô số tinh khí, vô số tu vi đều đánh vào trong 9 cái đại đỉnh này. Chỉ thấy những tinh khí địa khí đó như rồng như dao, nhốn nháo tuôn vào bên trong cửu đỉnh của Diệp Húc, bị cửu đỉnh của hắn cắn nuốt luyện hóa. Thậm chí vô số tài liệu ảo ảnh đại lục trong cửu đỉnh của Hạ Trung Đường đều bị cửu đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt.
Lượng địa khí tinh khí khổng lồ như thế đã khiến cho uy năng kiểu đỉnh của Diệp Húc tăng lên nhanh chóng. Hiện giờ uy lực kiểu đỉnh của hắn mỗi một cái đều hơn Di La Thiên Địa Tháp mấy chục lần, đạt tới hoàn toàn hoàn cảnh khủng bố. Không chỉ như thế, uy lực kiểu đỉnh của hắn tăng vọt, thậm chí còn đem tinh khí luyện hóa thừa ra đưa đến trên người Diệp Húc nuôi dưỡng nguyên thần, khiến tu vi của Diệp Húc tăng vọt lên. Tu vi Diệp Húc cứ thế tăng lên tới hóa thần tam phẩm, sau đó tứ phẩm, ngũ phẩm, rồi lục phẩm. Tu vi của Hạ Trung Đường thâm hậu cực kỳ, dù là bất diệt chi bảo mà hắn ta luyện chế, tinh khí bên trong đó cũng đủ cho một người nhảy lên làm trùm sỏ tam tướng cảnh thiên tương kỳ rồi. Oanh! Bên trong khí thế phía sau Diệp Húc biển rộng vỡ ra, lại có một mặt trời mọc lên được tam túc kim ô kéo, mọc đằng đông lặn đằng tây. Ba con kim ô, ba mặt trời bốc hơi đi khí thế của hắn, khiến khí thế của hắn như lửa bá đạo tuyệt luân. Đột nhiên lại có một mặt trời nữa sinh ra, bốn mặt trời đồng thời xuất hiện. Kim ô điều khiển mặt trời phi hành. Khí thế của Diệp Húc bốc cháy, không gian đều bị đốt cho đỏ bừng lên. Những tiếng lốp bốp truyền đến, loại đại hỏa này rừng rực bốc cháy, thậm chí hơn hẳn nhiệt độ của kiều đại thần hỏa, bắt đầu đốt ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc. Cũng may tu vi của Diệp Húc tăng lên, nguyên thần cũng nhanh chóng lớn mạnh, không bị bốn mặt trời đốt bỏng, ngược lại lại càng thêm xanh tươi hơn trong biển lửa. Nửa ngày qua đi, kiều đỉnh của Hạ Trung Đường cuối cùng cũng bị Diệp Húc luyện hóa cắn nuốt sạch, mà tu vi của hắn cũng đã tăng vọt lên hóa thần bát phẩm. Vòng mặt trời thứ năm cuối cùng sinh ra từ trong khí thế của hắn, khiến khí thế của hắn càng thêm mạnh, càng thêm bá đạo, khí thế bức người. Cũng may ngọc thụ nguyên thần của hắn lúc này gần đại thành, cao đến vạn trượng, chấn áp chư thiên. Mặc dù năm mặt trời cùng xuất hiện cũng có thể duy trì sự ổn định của mảng không gian này. Diệp Húc gầm lên một tiếng, tám con mắt đột nhiên mở ra, tám luồng thái dương chân hỏa đột nhiên ngưng tụ hóa thành thái dương thần quang càng thêm mãnh liệt, từ trong mắt của hắn bắn ra xoẹt xoẹt tác hưởng, cắt phá hư không. Ánh sáng vàng bắn ra bốn phương tám hướng làm tan chảy hư không. Tâm hắn càng lúc càng nóng nảy bất an, tràn ngập ác khí giết chóc, tâm ma sinh ra, đã không thể duy trì nội tâm bình tĩnh được nữa, gần như không nhịn nổi mà đại khai sát giới, giết hại hết tất cả sinh linh. Bản vương khai thiên kinh cũng không thể thay đổi được nội tâm của ta, huyết bồ đề tế. Diệp Húc đột nhiên quát lớn, tế một quả huyết bồ đề còn lại duy nhất lên. Chỉ thấy quả bồ đề nhỏ bằng nắm tay này bay lên không, bay vào bên trong khí tràng của hắn, càng lúc càng lớn, giống như một cái sọt lớn đỏ tươi như ngọc vậy. Bên trong huyết bồ đề vô số vạn văn tự phù văn bắn ra, hóa thành một đám văn tự phạm vi mấy trượng. Trong văn tự truyền đến tiếng Phật âm đại sướng, chấn áp tâm ma của hắn. Nội tâm Diệp Húc dần dần bình tĩnh lại, thái dương thần quang trong mắt càng lúc càng ngắn, rốt cuộc khôi phục lại nguyên trạng. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán của hắn. Trong tích tắc vừa rồi, hắn gần như bị tâm ma khống chế, mất đi thần trí. Ta từ nhỏ lên lên xuống xuống, một đường đấu tranh chém giết mà tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Nội tâm củng cố, trời sập cũng không sợ. Hiện giờ tâm tình đã hỏng, cũng may có loại dị bảo huyết bồ đề này có thể chấn áp được tâm ma. Bản vương khai thiên kinh tuy mạnh, nhưng với tu vi và tâm tình mà nói thì cũng không phải là tâm pháp tốt. Muốn hoàn thiện chỉ có thể bắt đầu từ những tâm pháp ta từng tu luyện từ trước thôi. Diệp Húc nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Tâm pháp chủ thể xây dựng bản vương khai thiên kinh là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Môn tâm pháp này uy lực quá mạnh mẽ, làm cho khi hắn khai sáng bản vương khai thiên kinh không làm được cân bằng. Uy lực những tâm pháp khác không thể đuổi kịp, đã mất đi sự cân bằng điều tiết với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp, ta chỉ tu luyện đến tam nguyên cảnh. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, ta tu luyện đến tam chân cảnh. Dì là Hỗn Nguyên Chân Kinh, tu luyện đến tam đan cảnh. Dì là Thiên Nguyên Bảo Thủy Quyển, tu luyện đến tam thai cảnh. Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, tu luyện đến tam dương cảnh. Những loại cấm pháp đó cũng không hoàn chỉnh, công hiệu không thể so sánh được với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Xem ra cần phải tìm được Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp do cho tam thần cảnh cùng với các loại cấm pháp khác mới có thể trừ bỏ được khiếm khuyết thôi. Cũng may những tâm pháp đó trừ Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển thì đều có đường để theo. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung không ít, chỉ cần bắt một tên tới lục soát hồn phách lấy Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp thật đơn giản. Diệp Húc nghĩ đến đây, nhẹ nhàng lên thở ra, mở đôi mắt nhìn kiều đỉnh của mình. Hiện giờ hắn đã tìm được một cách bù đắp khiếm khuyết cho bản vương khai thiên kinh, nỗi lo trong lòng cũng ít đi rất nhiều. Kỳ quái, kiều đỉnh của ta cắn nuốt bất diệt chi bảo của Hạ Trung Đường rồi, hẳn là nên trở thành bảo vật cấp bất diệt chứ, sao vẫn chỉ là tam tương chi bảo như vậy? Diệp Húc ngưng mắt nhìn kiều đỉnh, cẩn thận tra xét một lần, khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra duyên cớ. Theo lý mà nói, sau khi kiều đỉnh của hắn cắn nuốt kiều đỉnh của Hạ Trung Đường thì sẽ trở thành bất diệt chi bảo. Nhưng kiều đỉnh của Diệp Húc có phẩm bậc cực cao, còn xuất sắc hơn cả kiều đỉnh của Hạ Trung Đường, chính là cái phôi cấm bảo.
sau khi Kiều Đình hợp nhất, phẩm bậc thậm chí còn có thể sánh ngang với Di La Thiên Địa Tháp, bởi vậy nên không trở thành bất diệt chi bảo mà vẫn ở trình độ tam tương chi bảo như trước. Cho dù như thế, chính cái đại đỉnh của hắn chỉ riêng uy lực thôi đã vượt xa bất kỳ món tam tương chi bảo nào, thậm chí còn không hề kém Kiều Đình của Hạ Trung Đường. Hơn nữa, lại càng thêm huyền diệu, thần kỳ. Hiện giờ, lý giải của hắn đối với cấu tạo của Kiều Đình đã không thua bất cứ lão quái vật tam bất diệt cảnh hạ gia nào, thậm chí còn sáng tạo ra lối tắt khác, dùng tri thức về Kiều Đình để hoàn thiện Kiều Đình vạn pháp yếu khuyết của mình, khiến uy lực môn vu pháp này tăng vọt, tăng hơn trước gấp 10 lần. Hiện giờ, Kiều Đình vạn pháp yếu khuyết của hắn dần dần hoàn thiện, càng ngày càng đến gần uy lực của chư thiên thần vương công đức ấn, có thể nói là vu pháp đại thành. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tế luyện thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, tiêu tốn vài ngày, cuối cùng cũng luyện tôn thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai của mình, đệ nhị pháp tướng, sau đó nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn thay mình khống chế vị Đại Minh Tôn Vương này. Chẳng qua, dù có được đệ nhị pháp tướng, Diệp Phúc cũng không thể dễ dàng sử dụng Liệt Hỏa Minh Tôn. Nếu dù là đại vua tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng cũng sẽ bị cái thân ngoại hóa thân này hút khô. Hiện giờ, cho dù ta không dùng Liệt Hỏa Minh Tôn, thực lực cũng có thể đấu một trận với cường giả tam tương cảnh, thiên tương kỳ được rồi. Lòng tin của Diệp Phúc tăng vọt, hắn nhìn về phía những bất diệt chi bảo khác đang chuyển động xung quanh cánh cửa tầng thứ hai của Nam Thiên Môn. Hiện giờ, hắn thu Trảm Tiên Thai, nơi này còn có một cái lâu thuyền cùng với hai kiện bất diệt chi bảo Kiếm Hoa Kim Luân của Hạ Trung Đường. Giờ đây ta ngay cả một tòa Trảm Tiên Thai cũng không thể tế luyện hoàn toàn. Dù có thu hai món bất diệt chi bảo này cũng chỉ có thể nhìn thôi mà không thể tế luyện sử dụng. Diệp Phúc do dự một lát, lắc lắc đầu bước ra khỏi Nam Thiên Môn. Hắn vừa mới rời khỏi cánh cửa cực lớn kia, đột nhiên cảm thấy khôn cùng sát khí kéo đến, tuôn vào nội tâm của hắn, hóa thành tâm ma. Răng rắc một tiếng, huyết bồ đề chấn áp tâm ma trong khí thế của hắn, đột nhiên phát ra một tiếng nứt giòn vang. Món dị bảo này bị sát khí bao la của biển oan hồn và sát khí từ bản thân Diệp Phúc đánh tới, xuất hiện một vết rạn nứt. Diệp Phúc cả kinh trong lòng, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến. Huyết bồ đề cuối cùng cũng không chịu được nữa, ầm một tiếng mà vỡ nát. Huyết bồ đề có tác dụng chấn nát tâm ma, củng cố đạo tâm, tránh tàu hỏa nhập ma, chính là bảo vật mà Diệp Phúc lấy được ở trong Mã Đạp Hồ Vô Hồn Giới. Món dị bảo này đi theo hắn rất nhiều năm, hiện giờ bị sát khí đánh nát, lập tức khiến cho Diệp Phúc không giữ vững được đạo tâm, hoàn toàn bị sát khí khống chế. À! Tóc tai của Diệp Phúc dựng thẳng lên, từng mảng chân long nghịch lân từ toàn thân nổ tung, giống như những lưỡi dao phát sáng. Hắn giống to lên, tiếng gầm như sấm, quay động sương mù như thủy triều dâng trào. Khi lãng ma âm tấn công khắp nơi, khiến cho tất cả sương mù diện tích vài dặm quanh thân hắn đều bị đẩy ra. Mười mấy tên âm hồn ma tộc du đãng trong sương mù nghe được tiếng của hắn, lập tức vùn vụt kéo tới. Một đám thực lực hùng mạnh có thể so với đại vô tam tướng cảnh pháp tướng kỳ. Diệp Phúc đằng đằng sát khí, tám con mắt mở ra, từng dòng thái chân thần quang từ trong mi mắt hắn bắn ra. Những cột sáng màu vàng xẹt một tiếng bắn xuyên qua xương trắng dày đặc, cắt cho hư không rung rung lên, cắt đứt tất cả âm hồn nghe tiếng mà vọt tới. Hiện giờ, hắn luyện hóa kiều đỉnh của Hạ Trung Đường, tu vi tăng mạnh, đạt tới cảnh giới hóa thần cửu phẩm. Tu vi sâu gấp mấy lần trước đây, lần này nhập ma, lập tức bày ra hết thực lực của hắn. Wow! Diệp Phúc há mồm giống to, chỉ thấy hơn 10 dặm đất xung quanh bị ma âm của hắn chấn cho giống như một mảnh vải rách, rung lên không ngừng. Những hòn đất như những ngọn núi nhỏ bị khí lãng đánh tới, ầm ầm vỡ nát. Những âm hồn bị thần quang trong mắt hắn cắt đứt, thân hình vặn vẹo, vừa mới hồi phục như cũ, lập tức quanh một tiếng nổ tung, hóa thành tinh khí cuồn cuộn. Tám con mắt của Diệp Phúc đỏ sẫm, giống như một tên sát thần, đột nhiên mở một đôi cánh thịt đỏ như máu ra, dùng cánh bay lên trời cao, chỉ thấy cuồn cuộn tinh khí như thủy triều ào ào tuôn vào trong miệng của hắn. Những tinh khí đó chính là do cường giả ma tộc để lại sau khi chết đi, ẩn chứa tu vi vô cùng nồng đậm, nhưng lại xung đột với chân nguyên tinh khí của vu sĩ nhân loại, có thể ăn mòn tu vi của đại vu nhân loại. Dù Diệp Phúc thi triển bản vương khai thiên kinh cũng không thể luyện hóa nó thành tu vi của mình được. Nhưng lúc này đây, Diệp Phúc bị sát ý khống chế, đại não vô tri vô giác, trong tâm chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là giết. Giết, giết thiên, giết địa, giết hại sinh linh, giết hết tất cả những vật sống mà mình nhìn thấy. Những tinh khí của âm hồn ma tộc không bị Diệp Phúc hấp thu luyện hóa, trực tiếp từ trong cơ thể hắn chảy vào bên trong tinh khí, khí thế tràn ngập khí tràng của hắn, ăn mòn tu vi của hắn. Lập tức chín tòa đại đỉnh xuất hiện, cắn nuốt tất cả những tinh khí ma tộc đó, hóa thành dinh dưỡng trong đại đỉnh, nâng cao uy lực của kiều đỉnh. Kiều đỉnh xuất hiện, chấn áp thiên địa âm dương, phong sơn hỏa thủy lôi, thậm chí đóng hết tất cả năm mặt trời và tam túc kim ô trên không trung. Diệp Phúc tỉnh táo lại từ trong u mê,
không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh thật quá lớn, trước khi ta chưa giải quyết được khiếm khuyết, tuyệt đối không thể dùng môn tâm pháp này thêm nữa. Diệp Phúc kinh sợ, vừa rồi huyết bồ đề vỡ nát làm cho hắn bị sát ý khống chế, rốt cuộc khiến cho khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh hoàn toàn bùng phát. Nếu không phải có kiều đỉnh chấn áp khí thế của hắn, lúc này e là hắn vẫn đang lâm vào trong trạng thái giết chóc không ngừng không nghỉ. Oanh! Đột nhiên một con thuyền chiến thật lớn từ trong màn sương trắng lái tới, hung hăng nghiền tới Diệp Húc. Chiếc thuyền này chính là chiến hạm dưới trướng của Chu Vũ Mục Vương thời cổ, là bất diệt chi bảo. Do tinh khí của bất diệt chi bảo sau khi bị người đánh nát biến thành, chỉ thấy bên trong chiến hạm không biết bao nhiêu âm hồn đại vô nhân loại đằng đằng sát khí, giống như một đội quân có huấn luyện vậy. Chỉ có vua hoàng thống trị thế giới vua hoang mới có thể tập hợp đại vua trong thiên hạ lại một chỗ, tổ kiến một đại quân khủng bố đến như vậy. Chiến hạm phá không giống như một ngọn núi cao nghiền nát hư không, hung hăng đánh tới Diệp Húc. Biển oan hồn sở dĩ được gọi là tuyệt cảnh chính là bởi vì âm hồn nơi đây chưa làm hai phe phái lớn là người và ma, chỉ biết giết chóc, diệt sạch tất cả sinh linh cả gan xông vào trong biển oan hồn. Âm hồn nơi này có thể chết rồi sống lại, rất là khó chơi, bởi vậy rất ít người dám can đảm đến nơi này lịch luyện. Mà chiếc thuyền lớn này vốn ở chỗ sâu trong biển oan hồn, nhưng vừa rồi Diệp Phúc nhập ma chiến đấu long trời lở đất, lập tức thu hút nó đến đây. Giết! Phía trên chiến hạm, hàng trăm âm hồn đại vu nhân loại bay lên, các loại ảo ảnh vu bảo đủ mọi màu sắc nện tới Diệp Phúc, khủng bố dị thường. Mấy trăm âm hồn đại vu nhân loại điều khiển chiếc thuyền này uy thế mạnh đủ để nghiền nát Diệp Húc. Thứ càng khủng bố hơn nữa chính là sát khí vô cùng nồng đậm thảm thiết kia. Nơi đây là chiến trường đại chiến giữa người và ma thời cổ, đại vu nhân tộc ma tộc chết ở nơi này nhiều không đếm xuể, làm cho oan hồn quấn quýt nơi đây, sát khí ngút trời. Kiều đình chấn thần châu. Diệp Húc rốt cuộc không khống chế được sát khí trong tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Kiều đình từ trong khí thế của hắn bay ra, đột nhiên hợp lại làm một, chấn áp chư thiên, chấn vỡ hết tất cả vô pháp vô bảo. Tiếp theo đại đỉnh như núi đánh tới cái chiến hạm kia. Chiếc thuyền này chính là do tinh khí của bất diệt chi bảo biến thành, uy lực vô tận, hơn nữa lại có thêm pháp lực của hơn trăm đại vô nhân loại gia trì, uy lực mạnh gần như là phát huy hoàn toàn uy lực của bất diệt chi bảo. Mà sau khi kiều đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt kiều đỉnh của Hạ Trung Đường, uy lực cũng không hề kém bất diệt chi bảo. Hai loại dị bảo đụng vào nhau, lập tức không gian vài dặm hóa thành hỗn độn, dòng khí hủy diệt lan tràn khắp nơi, nơi nào chảy qua không gian chỗ đó liền vỡ vụn. Phía trên chiến hạm, hàng trăm âm hồn đại vu nhân loại đều bị va chạm dữ dội, chấn cho nổ tung, hóa thành tinh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng chiến hạm không hề bị kiều đỉnh chấn thần châu của Diệp Húc đụng vỡ, mà là bị gãy ra. Sau va đụng này, đại đỉnh lập tức phân ra làm chín, đồng thời Diệp Húc nhận lấy lực phản kích dữ dội, khiến nguyên thần của hắn bị thương nặng, gần như chấn vỡ xương cốt toàn thân của hắn. Nếu là bình thường, Diệp Húc sẽ không sử dụng loại thủ đoạn bạo lực này. Nhưng hiện giờ, tâm tình hắn bị sát đi khống chế, không suy nghĩ chu toàn được như trước, trong lòng chỉ có lệ khí, chỉ có giết chóc. Hắn áp chế thương thế, tóc dài bay múa, đỉnh đầu nâng kiều đỉnh, bước nhanh lên phía trước. Ngọc thụ nguyên thần của hắn bung xuống từng luồng sáng mờ, bao phủ toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương thế. Ngay sau đấy, Diệp Húc hạ xuống chiếc chiến hạm này, chỉ thấy chiếc thuyền bị đâm gãy cũng đã khôi phục nguyên trạng. Mấy trăm âm hồn đại vu nhân loại trên đó cũng đã phục hồi như cũ, đều giống to mà đánh tới hắn. Oanh 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 oanh. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu công kích rơi xuống người Diệp Húc. Những công kích đó thậm chí có thể làm nổ tung hư không, nhưng vừa chạm đến gần Diệp Húc, liền bị chín cái đại đỉnh trên đầu Diệp Húc ngăn cản. Kiều đỉnh treo trên không, buông xuống từng dòng khí và quầng sáng, có tổng cộng 9 tầng bảo vệ toàn thân Diệp Húc. 9 cái đại đỉnh này không chỉ là công phạt chi bảo, đồng thời cũng có được lực phòng ngự rất mạnh. Vũ pháp vũ bảo, 9 hệ thiên địa âm dương, phong sơn hỏa, thủy lôi đều bị kiều đỉnh khắc chế, không thể phá vỡ được phòng ngự của Diệp Húc. Có thể nói là Diệp Húc tế 9 đại đỉnh này lên, liền đứng ở thế bất bại. Răng rắc một tiếng, hắn giơ một tay ra, nắm lấy gáy của một con âm hồn, cứ thế mà bóp nát. Rồi lại nâng tay tiếp, đánh dẹt một âm hồn khác. Hiện giờ Diệp Húc chính là thân thể của hoàng tộc Đế Thích, 4 đầu 8 tay, nhảy vào bên trong âm hồn giống như hổ vào bầy sói, đại khai sát giới, đánh vỡ từng âm hồn. Thân thể hoàng tộc Đế Thích như thể một cỗ máy giết chóc, chuyên môn sinh ra vì chiến đấu. Khi chiến đấu rồi thì giống như ma thần giáng xuống. Các loại vu pháp bấn pháp của Diệp Húc hạ bút thành văn đều là những sát chiêu cực mạnh, một chiêu mất mạng. Mà trên đỉnh đầu của hắn, kiều đỉnh chấn áp, bảo vệ toàn thân của hắn, đồng thời không ngừng thu lấy âm hồn bị đánh tan, rơi vào bên trong đỉnh mà luyện hóa.
Cùng lúc đấy, bản vương khai thiên kinh của hắn không tự chủ được, điên cuồng vận chuyển, không ngừng rút lấy thần dương linh khí, cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong nguyên thần của Diệp Húc, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng vọt lên, tâm ma sinh thêm, sát ý lại càng khó khống chế. Những thứ đó đều là Diệp Húc ở trong trạng thái vô ý thức, không tự chủ được mà hoàn thành. Nếu cứ như thế, Diệp Húc tất sẽ bị sát niệm trong nội tâm hoàn toàn khống chế, biến thành một ba đầu, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Một nắm đấm thật lớn đột nhiên đánh đến, răng rắc một tiếng, đánh nát phòng ngự của Thiên Đình. Liên tục chín quyền đánh nát tầng tầng lớp lớp phòng ngự kia của Diệp Húc, nện thật mạnh lên người Diệp Húc, đánh bay Diệp Húc đi. Phía trên chiến hạm, một con âm hồn từ trong đám kia đi ra, thân khoác áo giáp hoàng kim, cực kỳ oai phong lẫm liệt, bước lớn đuổi theo Diệp Húc. Không giống bình thường chính là những âm hồn khác không có thân thể, đều do tinh khí biến thành, mà cái âm hồn này lại có thân thể, pháp lực lại mạnh mẽ vượt xa những âm hồn khác, gần như có được thực lực của tam tướng cảnh Thiên Cùng Kỳ Đỉnh Phong. Đây là một gã đại tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều, khi còn sống đã tu luyện đến cảnh giới thân thể bất diệt, ý chí bất tử còn xuất lại, mang theo một phần tu vi khi còn sống, thậm chí đã khiến cho hắn khôi phục thân thể, biến thành một cái xác không hồn. Trong miệng Diệp Húc phát ra tiếng hí giống như dã thú, không lùi mà tiến tới, phóng đi hướng âm hồn đại tướng quân kia. Âm hồn đại tướng quân kia gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, Diệp Húc cũng không né tránh, chỉ thấy một quyền này đánh trúng ngực hắn. Đại vua tam tướng cảnh Thiên Cùng Kỳ, một quyền đánh nát hư không, gần như xuyên qua ngực hắn, thân thể đánh vỡ. Chết đi! Diệp Húc để mặc một quyền này giơ lên người mình, nguyên thần gần như bị đánh vỡ vụn, nắm tay tám cánh tay cố gắng khống chế âm hồn đại tướng quân này, dùng sức xé ra một cái, xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Thân thể con âm hồn đại tướng quân này động đậy, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Diệp Húc giống như điên cuồng, tế kiều đỉnh lên ép xuống, nghiền nát thân thể hắn ra thành thịt nát. Lập tức từ kiều đỉnh truyền đến lực hút thật lớn, hút thịt nát vào bên trong đỉnh, sinh sôi luyện hóa. Giết! Diệp Húc cười ha hả. Không qua bao lâu, âm hồn đại vua nhân loại trên chiếc thuyền này bị hắn giết sạch. Thậm chí cả chiếc chiến hạm thật lớn này cũng bị Diệp Húc đã lâm vào trong cuồng bạo, tế kiều đỉnh lên đập cho vỡ nát, sau đó cắn nuốt tinh khí của cái bất diệt chi bảo này. Đầu óc của hắn u mê lại không hề rời khỏi biển oan hồn, mà lại đi đến chỗ sâu bên trong đó, một đường chém giết, gặp được âm hồn đều tiêu diệt cắn nuốt cả. Ở chỗ sâu trong biển oan hồn thì âm hồn càng hùng mạnh hơn. Những âm hồn đó khi còn sống có thực lực đã đạt tới cảnh giới tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, mỗi một vị đều có thực lực hơn hẳn tên âm hồn đại tướng quân kia. Toàn thân Diệp Húc vết thương chồng chất, không ngừng giết chóc. Dù hắn có được ngọc thụ ngọc lâu có thể chữa trị thương thế, nhưng lúc này hắn bị thương rất nặng, trong một chốc lát không thể nào khỏi hẳn. Nếu tiếp tục chém giết như thế, hắn rất có khả năng sẽ chết trong biển oan hồn này, biến thành một cái oan hồn khác. Nguy rồi! Ở chỗ sâu trong biển oan hồn, Diệp Húc đột nhiên khôi phục một tia thần trí. Tuy tu vi của hắn tăng mạnh, đã vọt tới hóa thần cửu phẩm đỉnh phong, nhưng lòng hắn lại không hề vui vẻ chút nào, ngược lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với bản vương khai thiên kinh này. Sát khí ở nơi này quá là nồng đậm, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không thì ta cả đời này có thể sẽ không thanh tỉnh trở lại, biến thành một tên ma đầu chỉ biết đến giết chóc. Kiều đỉnh quy nhất. Diệp Phúc tế khởi kiều đỉnh, thi triển kiều đỉnh chấn thần châu, chấn áp năm mặt trời bên trong khí thế, áp chế sát khí dao động trong tâm, xoay người liền đi. Lúc này hắn có thể dựa vào kiều đỉnh chấn thần châu để chấn trụ tâm ma của mình, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu chém giết, khiến tu vi tiếp tục tăng lên, đến lúc đó e là kiều đỉnh cũng không chấn áp được nữa. Ê, tên hoàng tộc đấy thích kia, đừng đi vội thế chứ. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau của hắn. Diệp Húc dừng chân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái ma tộc xinh đẹp đến kinh người khiêng một cây ma đao lớn đến cực kỳ trầm trọng, chậm chậm đi tới. Thanh ma đao này dài đến hơn 20 trượng, so sánh tới thì cô gái ma tộc này có vẻ nhỏ xinh động lòng người, hình thành một hình ảnh kỳ lạ. Ngươi là đệ tử của tọa Thiên Thần Điện, sao ta chưa từng thấy ngươi vậy? Ma La Dư quan sát Diệp Húc từ trên xuống dưới, cực kỳ tò mò cười nói. Cô bé, liên quan gì tới nhóc vậy? Diệp Húc một bụng lửa giận, không có chỗ chút, có chút không vui nói. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta, không biết ta là ai sao? Trong đôi mắt đẹp của Ma La Dư lộ ra tia sáng lạ thường, vô cùng tò mò về Diệp Húc, thầm nghĩ. Tên hoàng tộc đế thích này nhảy ra từ đâu vậy? Thật ngu ngốc à, ngay cả ta cũng không biết, thật thú vị. Nàng ta thân là trưởng nữ của ma hoàng, hoành hành ngang ngược trong hàng của ma vực, thập địa thế giới.
Mặc dù là các điện chủ, minh tôn, các đại thần điện nhìn thấy cô ta cũng phải khách khí, lễ nhượng ba phần. Ở bên trong ma vực, rất ít người lại không biết cô ta. Tên nhà quê này chẳng lẽ là lần đầu tiên ra ngoài ư? Trước đùa giỡn hắn ta, nếu vui thì cho hắn giữ lại một mạng, không vui thì giết vậy. Ma La Dư tiếp tục quan sát Diệp Húc, cười ngâm ngâm nói: Ê, nhà quê, người sát khí nặng như vậy, tẩu hỏa nhập ma phải không? Tâm pháp người tu luyện có chút kỳ quái, không có bất cứ ma khí nào, hẳn là tâm pháp của nhân loại. Người lấy thân thể ma tộc tu luyện tâm pháp nhân tộc, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Cô gái ma tộc xinh đẹp này lượn qua lượn lại quanh Diệp Húc, liên tục quan sát cảnh tượng khí thế khí tràng của Diệp Húc, ánh mắt càng lúc càng sáng, cười hì hì nói: Tâm pháp này thật kỳ lạ, khai thiên lập địa, năm mặt trời đều xuất hiện, chẳng lẽ là ngươi tu luyện tâm pháp của Thái Dương Thần Cung ư? Theo ta biết, Thái Dương Thần Cung cũng không có pháp môn kỳ lạ như vậy, môn tâm pháp này cũng không toàn diện, khó trách ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chín cái đại đỉnh này của ngươi không tệ, lại có thể chấn áp được tâm ma, mau lấy ra đây để ta nhìn xem nào. Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, âm thầm đề phòng. Quỷ hẹp hòi, ta chỉ mượn xem thôi, cũng sẽ không lấy của ngươi đâu. Bảo vật trên người ta, lấy ra bất cứ món nào đều có thể hù chết ngươi kìa. Ma La Dư thấy Diệp Húc không lấy đại đỉnh ra, cười khanh khách nói: Theo ta thấy, hiện giờ ngươi còn có thể khôi phục thần trí, nhưng không lâu sau sẽ lại tẩu hỏa nhập ma, khi thì tỉnh táo, khi thì mất đi thần trí. Chờ khi ngươi tu luyện đến 10 mặt trời đều xuất hiện thì sẽ là lúc nửa cháy đốt thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, nguyên thần của ngươi sẽ bị 10 mặt trời nướng cháy, khí tràng hóa thành một biển lửa, đốt chảy hư không, thân thể trực tiếp bị thiêu sống, sẽ chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc cả kinh trong lòng, không khỏi nhìn Ma La Dư thêm vài lần. Ma La Dư nói vài câu ngắn ngủi, liền nói hết những đặc thù của tình trạng tẩu hỏa nhập ma của hắn, thậm chí còn biết chuyện sẽ xảy ra sau này. Riêng phần nhãn giới kiến thức kia còn trên cả Diệp Húc. Hắn vốn tâm sinh ác khí, tràn ngập giết chóc, cũng không có cẩn thận nhìn Ma La Dư. Lúc này nhìn kỹ mới phát giác, càng nhìn càng thấy Ma La Dư xinh đẹp. Cô ta thành thục thùy mị, dáng người thức tha, cử chỉ phong lưu, làm cho người ta vừa nhìn thấy tâm không khỏi muốn đến gần, như thể là đại tỷ tỷ nhà hàng xóm vậy, dịu dàng săn sóc. Xin hỏi vị sư tỷ này, môn tâm pháp của ta có cách nào bổ cứu được không? Diệp Húc kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, nghiêm chỉnh nói: Sư tỷ. Khuôn mặt vốn hòa ái dễ gần của Ma La Dư đột nhiên chuyển lạnh, một tay nắm lấy ma đao đặt lên cổ Diệp Húc, ánh mắt bất thiện hung ác nói: Không được gọi ta là sư tỷ, gọi ta là tỷ. Nếu không gọi tỷ, ta liền xử lý ngươi. Sư tỷ đây là ý gì? Diệp Húc kinh ngạc vạn phần, sát ý trung tâm dục dịch. Thanh ma đao này của Ma La Dư đặt trên cổ của hắn khiến hắn rất không thoải mái. Hắn lấy cửu đỉnh chấn thần châu chấn áp tâm ma, mà hành động này của Ma La Dư gần như là dẫn dụ tâm ma của hắn ra. Nếu ta tiếp tục nghe thêm được một chữ sư nữa, không cần chờ ngươi bị lửa đốt người, hiện giờ ta liền chặt ngươi ra. Ma La Dư mắt lộ sát khí, lạnh lùng mà nói. Diệp Phúc trợn trắng mắt, không biết cô gái ma tộc này yêu thích cái quái gì, không ngờ thích người khác gọi cô ta là tỷ. Tính cách của ma tộc thật là cổ quái. Diệp Phúc lắc lắc đầu, thở dài một tiếng xoay người rời đi. Kỳ thực Ma La Dư không nói, hắn cũng biết cách giải quyết khiếm khuyết của tâm pháp, đó chính là tìm được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp, bổ sung vào trong bản vương khai thiên kinh. Không chỉ như thế, hắn còn cần tìm kiếm tâm pháp tiếp theo của Diên La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Nhưng môn tâm pháp này lại làm khó hắn, bởi vì hiện nay ngoại trừ hắn, không có ai tu luyện Diên La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cả. Đạo thống mà Diên La Thiên Yêu Đế để lại lúc này đã chia ra làm ba, biến thành ba đại thánh địa chính ma yêu: Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Yêu Tông và Nguyên Thủy Ma Tông. Mà Diên La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cũng chia ra làm ba, ba phần bảo quyển này đều nắm trong tay tam đại thánh địa. Cũng tức là hắn phải lấy từ tay các đệ tử kiệt xuất của tam đại thánh địa mới có thể hợp lại thành Diên La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh. Này, ngươi không lo mình sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Ma La Dư thấy hắn không nói lời nào liền đi, thu ma đao lại, cười ngâm ngâm đuổi theo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dụ dỗ từng chút nói: Chỉ cần ngươi gọi ta là tí, ta có thể đi tìm hóa thân của cha ta, khiến ông ấy ra tay giúp ngươi trừ bỏ hậu họa. Kỳ thực lấy bản lĩnh của ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời trấn áp tâm ma, nhưng không được lâu đâu. Diệp Phúc lắc đầu, tò mò nói: Sao nhóc lại có cái sở thích kỳ quái này? Đây là sở thích sao? Ma La Dư lộ ra vẻ suy nghĩ, chớp chớp mắt u ám nói: Người không biết chứ, ta đời này còn chưa có người nào gọi ta là tỷ tỷ. Ta có ba đệ đệ, nhị đệ dã tâm bừng bừng,
giết chết cũng một tên dã tâm bừng bừng nữa, đó là tứ đệ. Còn định giết những người khác, bao gồm cả ta, cha ta, còn có cả tam đệ. Tam đệ thì lại mê võ, cả ngày tìm người đánh nhau. Ta đã mười mấy năm không gặp được đệ ấy rồi. Ta thật nghi ngờ rằng đệ ấy đã bị người ta đánh chết. Bộ dáng của ngươi cũng coi như mi thanh mục tú đi. Chỉ cần gọi ta một tiếng tỷ, ta lập tức giúp ngươi chấn áp tâm ma. Thế nào? Chuyện mua bán này có lời chứ? Diệp Phúc không khỏi thông cảm cho người nhà này. Hắn hỏi: huynh đệ từng tàn, chẳng lẽ cha cô không hỏi hay sao? Ma La Dư thở dài, mặt co mày cáo nói: cha ta sao lại chưa từng hỏi? Ông ấy nói huynh đệ tương tàn có thể sống sót mới là con của ông ta. Cả nhà này đều là những người nào vậy? Diệp Phúc không khỏi lắc đầu, rất cảm thông với Ma La Dư, cười nói: cô nói trước đi, cô có cách nào giúp ta chấn áp tâm ma? Ta còn suy nghĩ xem có nên gọi cô là tỷ tỷ hay không. Ma La Dư cười ngọt ngào, phía sau đột nhiên hiện lên từng tầng thế giới địa ngục âm trầm khủng bố. Thập phương u minh của cô ta tuy không sâu thẳm rộng lớn như của Tả Gia Minh Tôn, nhưng lại hoàn thiện hơn. Hiển nhiên nàng ta nhận được chính là cấm pháp ma tộc chân truyền, hoàn mỹ không chút khiếm khuyết. Tâm pháp của người quá dương cương, khuyết thiếu âm dương điều hòa chi đạo. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Ta nhốt đánh thập phương u minh vào trong khí thế của ngươi, gia tăng u minh âm khí cho ngươi, có thể hóa giải tốc độ nảy sinh tâm ma cho ngươi. Nhưng cách này cũng chỉ là tạm thời giảm bớt. Nếu muốn loại trừ hoàn toàn khiếm khuyết, một là ngươi ngừng tu luyện tâm pháp của mình, hai là ta mời hóa thân của cha ta tự mình ra tay giúp ngươi suy diễn ra khiếm khuyết bên trong tâm pháp của ngươi, sau đó sửa lại cho thích hợp. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng tỷ sẽ được chỗ tốt lớn như vậy, ý của ngươi như thế nào? Diệp Phúc nghe vậy không khỏi lắc đầu nói: không làm. Tâm pháp của hắn ta là tự mình khai sáng ra, trước nay chưa từng có. Nếu nói cho người khác chẳng phải là tự giao nhược điểm của mình vào tay kẻ khác hay sao? Không sao. Sắc mặt của Ma La Dư đột biến, đằng đằng sát khí, lại đặt ma đao lên cổ của hắn, cười khanh khách nói: không phải do ngươi làm chủ, hôm nay tỷ liền đánh cho tâm ma của ngươi sinh ra, cho ngươi lửa đốt cháy người. Ngoan ngoãn đồng ý ta đi. Diệp Húc mở 8 con mắt ra, không giận mà uy, thản nhiên nói: cô bé muốn chết sao? Diệp Phúc hoàn toàn động sát niệm. Ma La Dư tuy đẹp nhưng vui giận thất thường, tuyệt đối là một quả vô cùng nguy hiểm. Nếu để mặc cho cô ta tùy ý làm bậy, thật sự có thể khiến cho Diệp Phúc lửa cháy đốt người, một thân tu vi tan thành con số không. Xem ra người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ma La Dư thấy hắn sát khí ngút trời, cười lạnh một tiếng. Phía sau bỗng hiện ra một tôn pháp tướng cực lớn. Tôn pháp tướng này chính là một nữ cự nhân của Ma La hoàng tộc. Ngàn tay, ngàn chân, ngàn mắt, mỗi một lòng bàn tay đều mọc lên một cái ma nhãn quỷ dị, uy phong lẫm lẫm, giống như ma thần, ẩn chứa ma khí pháp lực vô cùng minh mông khủng bố. Pháp lực của nàng hùng hậu, khai thông thất đại luân hải, gấp Diệp Húc hơn 100 lần. Bản thể của Ma La hoàng tộc chính là ngàn tay ngàn chân, tay mọc ma nhãn. Diệp Húc nhìn đến những ánh mắt cực lớn đó chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Những đồng tử trong ma nhãn đó có con ngươi màu trắng, trong mắt màu vàng, năm đạo đồng tử kim thủy thổ mộc hỏa quỷ dị vạn phần. Ma hoàng. Diệp Húc dùng mình, rốt cuộc nhớ ra hắn khi ở trong ân khư từng hô tên ma hoàng Ma La Thiên. Lúc này một luồng phân thân của ma hoàng giáng xuống, xuất hiện chính là loại ma nhãn quỷ dị này. Hóa ra cô ta là bộ tộc Ma La, không biết có quan hệ gì với ma hoàng đây. Pháp tướng của Ma La Dư vô cùng khổng lồ, so với cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ bình thường còn hùng hậu hơn không ít. Nguyên thần của nàng ta cũng giống như nàng, là một cô gái trẻ tuổi, dáng người uyển chuyển, ngụ trong mi tâm của pháp tướng. Còn lại giữa người và ma sao? Diệp Phúc giật mình, ma tộc và nhân tộc khác nhau, nguyên thần của nhân tộc là yêu thú dị chủng thượng cổ, mà nguyên thần của ma tộc và yêu tộc giống nhau đều là bản thân. Ma La Dư và nguyên thần của nàng giống nhau như đúc, hiển nhiên huyết thống cũng không thuần khiết, trong đó có được huyết thống của nhân loại, mà pháp tướng của nàng lại là hoàng tộc Ma La, chứng minh nàng có được huyết thống của hoàng tộc Ma La. Tu vi của ta cao hơn ngươi 100 lần. Hôm nay nếu ta dùng pháp tướng, chính là ta ức hiếp ngươi rồi. Bà cô ta hôm nay đánh tay không với ngươi, cho ngươi biết sự lợi hại của thân thể Ma La hoàng tộc ta. Ma La Dư đột nhiên thu hồi pháp tướng, cũng thu hồi thanh đại ma đao kia, nóng lòng muốn thử sức. Nàng ta cười nói: oanh. Diệp Phúc đột nhiên bước lên trước một bước, đi đến trước mặt nàng ta, một quyền đánh lên khuôn mặt kiều diễm như hoa kia. Nắm đấm của hắn gần như đánh cho khuôn mặt vô cùng mịn màng kia biến hình. Hắn ra tay không hề báo trước, cũng không hề thương hương tiếc ngọc, lấy thân thể mạnh mẽ vô cùng của hắn thêm cả pháp lực mênh mông, một quyền này đánh ra không hề thua kém công kích của tam tướng chi bảo. Ma La Dư bị một quyền của hắn đánh bay, chỉ bị thương một chút ngoài da, vẫn nhảy nhót linh hoạt như trước,
thân thể mạnh khiến cho Diệp Húc cũng phải khiếp sợ. Hắn bước nhanh đến, xuất hiện trên thân hình bị đánh bay của Ma La Dư, tám bàn tay to giơ ra bắt lấy Ma La Dư còn đang ở giữa không trung, gắng sức mà xé ra. Loại thân thể bất diệt của cường giả như âm hồn đại tướng quân đều bị Diệp Húc xé rách. Hành động này của Diệp Húc không thể nghi ngờ là đã muốn phanh thây cô gái ma tộc kia. Một tên tiểu tử thật ác, nếu không phải thân thể bà cô ta đây đủ mạnh mẽ, thật đúng là có thể bị ngươi xé ra rồi. Đây là lần đầu tiên Ma La Dư chịu thiệt thòi lớn như vậy, không khỏi giận dữ, phía sau đột nhiên xuất hiện ra những bàn tay, những cái chân đẫy đà, vô số quyền cước rơi xuống người Diệp Húc. Nàng ta tuy huyết thống không thuần khiết, nhưng dù sao cũng có được huyết thống của hoàng tộc Ma La, lúc này cuối cùng cũng thi triển ra thân thể ngàn tay, ngàn chân, lực công kích còn mạnh hơn cả Diệp Húc. Nàng ta vừa rồi thật sự là sơ ý, kết quả trong nháy mắt liền chịu thiệt thòi nặng ở trong tay Diệp Húc, suýt nữa liền bị Diệp Húc xé chết. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên người Diệp Húc đã trúng không biết bao nhiêu quyền cước. Những quyền cước đó đánh lên người của hắn như gõ lên một cái chuông thật lớn, cong cong vang lên, vô số kim quang hóa thành phù văn bay múa xung quanh thân hắn rất là rực rỡ. Cô gái Ma La Dư này rất là tự đại, tuy bị Diệp Húc đánh cho một hồi nhưng nàng ta vẫn không động tới pháp lực tam tướng cảnh, chỉ dùng tu vi công kích của tam thần cảnh. Nhưng bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc hỗn hợp vạn kiếp vô lượng tâm kinh, cửu chuyển nguyên công và chư thiên thập đạo, thân thể hắn đã mạnh gần đạt tới trình độ thân thể bất diệt tam bất diệt cảnh, loại bất tử bất diệt. Thân thể hắn còn mạnh hơn cả Ma La Dư. Ma La Dư lấy công kích pháp lực tam thần cảnh đánh hắn, với hắn mà nói thì chẳng hề đau đớn chút nào. Vạn yêu vạn pháp. Diệp Húc đối mặt mới với quyền cước bay tới, không hề tránh né, thân hình lai động, quanh thân chui ra vô số yêu thú dị chủng thượng cổ, dương nanh múa vuốt va chạm với quyền cước của Ma La Dư. Lập tức tám bàn tay của Diệp Húc nắm chặt lấy Ma La Dư, hai đầu gối quỳ lên trên ngực của cô ta, khiến cho bộ ngực sữa của cô ta bị ép tới biến hình. Hai người giống như hai ngôi sao băng từ không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh dữ dội truyền đến, hai đầu gối của Diệp Húc đè xuống dưới ngực của Ma La Dư, đại địa lập tức giãn nứt, xuất hiện một cái hố sâu tới vài trăm thước. Tiểu tử thối, cả con gái ngươi cũng đánh, hơn nữa còn đánh ác như vậy, ta tức rồi kìa. Ma La Dư tức giận đến oa oa kêu to, một ánh đao đen xỉ dâng lên, nơi nào ánh đao đi qua, hư không vô thanh vô tức vỡ ra, sau một khắc liền đi đến đỉnh đầu của Diệp Húc. Diệp Húc nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ thấy ánh đao tối đen kia giọt một tiếng cắt qua ngực của hắn. Thần dương vô cấu, nguyên thần kim thân của Diệp Húc giống như đậu phụ vậy, lập tức xuất hiện một vết rách, một vết thương dài một thước, huyết dịch màu vàng phun ra. Ma La Dư đằng đằng sát khí, chỉ trong chớp mắt nàng ta đã bị Diệp Húc đánh cho mặt mũi bầm dập, quần áo trên người đều bị đánh rách, lộ ra da thịt trắng nõn chật vật đến không chịu nổi. Nếu không phải thân thể của nàng ta thật sự mạnh mẽ, chỉ e rằng nàng đã mất mạng trong tay Diệp Húc rồi. Cô gái ma tộc này bay ra khỏi hố lớn, cầm ba đao trong tay giống như gió xoáy đuổi theo Diệp Húc, giơ tay hạ đao, một đao chém xuống. Ma đao trong tay của nàng hiển nhiên là trọng bảo trong ma tộc, hơn phân nửa là bất diệt chi bảo, uy năng vô tận. Cho dù cô ta chỉ dùng pháp lực tam thần cảnh thôi, nhưng một đao này vẫn vượt qua giới hạn ngăn cản của Diệp Húc. Nếu bị chém trúng, mặc kệ là kim thân hay là gì, đều bị một đao cắt thành hai đoạn. Vù. Sau lưng Diệp Húc mọc ra một đôi cánh thịt, nhanh chóng trốn đi. Trong tay đột nhiên hiện ra một tấm phiên trắng, đón gió rung rung, chỉ thấy dưới chữ chảm trên mặt phiên lập tức có thêm tên của Ma La Dư. Người cũng có bất triệt chi bảo sao? Ma La Dư không khỏi sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ sát cơ. Nàng ta thân là con gái của Ma Hoàng, có bất diệt chi bảo hộ thân là điều đương nhiên, nhưng không ngờ Diệp Húc cũng lấy ra một món bất diệt chi bảo. Cái này chứng tỏ thân phận địa vị của Diệp Húc e rằng rất cao, chỉ sợ là nhân vật thiên tài mà thần điện nào đấy bí mật bồi dưỡng. Vừa rồi nàng còn có hứng chí chơi một lúc, định đem Diệp Húc đánh cho nửa cháy đốt thần, ép cho hắn không thể không cúi đầu gọi mình một tiếng tỷ tỷ. Nhưng lúc này Diệp Húc lấy ra tấm bất diệt chi bảo chiêu hồn phiên kia, liền có khả năng uy hiếp đến sinh mạng của nàng. Nếu là đệ tử của mà thần điện khác bí mật bồi dưỡng, vậy không thể tha cho hắn, miễn cho sau này dưỡng thành họa lớn rồi. Sát khí của trong tâm nàng ta đại động, pháp tướng mơ hồ hiện ra sau lưng, định một chiêu lấy mạng của Diệp Húc. Tính cách của Ma La Dư mặc dù có chút tùy tiện, nhưng phải trái phân biệt rất rõ ràng. Hiển nhiên sở dĩ vui vẻ với Diệp Húc đơn giản là vì cho rằng Diệp Húc chính là một tên nhà quê mới từ nông thôn ra. Hiện giờ thấy Diệp Húc ngay cả bất diệt chi bảo cũng có thể dễ dàng lấy ra được, lập tức định diệt trừ kình địch tương lai đi, miễn cho xuất hiện phiền toái không cần thiết cho đại kế của Ma Hoàng. Ma đao trong tay cô ta rơi vào trong tay pháp tướng phía sau người,
Vị nữ ma thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân này cầm đao trong tay, hư không lập tức bị ánh đao cắt vỡ, một đao dài đến vài dặm, hư không vỡ nát, vô cùng kinh diễm, chém tới Diệp Phúc một đao. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng, bên trong khí thế sau lưng, năm con tam túc kim ô đột nhiên thoát khỏi kiều đỉnh chấn áp, kéo năm mặt trời chói chang ra khỏi khí thế của hắn, ầm ầm nhảy vào bên trong chiêu hồn phiên. Chỉ thấy đại phiên bay phất phới, giống như một tấm vải trắng vắt ngang không trung, dài rộng vài dặm, táng hồn tiến phách, quỷ dị âm trầm. Bên trong mặt phiên, tên của Ma La Dư càng lúc càng rõ nét, dòng chữ to đầm đìa máu tươi, tản ra hơi thở tà ác vô cùng. Diệp Húc dung chiêu hồn phiên, chỉ thấy vô số xiềng xích từ trong lá cờ trắng này bắn ra, bong bong rung lên, nhanh chóng đâm tới Ma La Dư. Hắn cùng với Ma La Dư đồng thời tế bất diệt chi bảo lên, phát ra một kích linh hoạt nhất, sắc bén nhất. Một kẻ tính toán đưa kình địch chém dưới đao, một kẻ thì chiêu hồn tắc phách, cưỡng đoạt lấy hồn phách của ma nữ thu vào trong chiêu hồn phiên. Một chiêu này của bọn họ tất là kết cục lưỡng bại câu thương, cho dù có một người có thể sống sót, chỉ e rằng cũng là nguyên khí đại thương. Mắt thấy hai món bất diệt chi bảo sắp công kích đến thân thể đối phương, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng răng rắc vang lên, một bàn chân to vô cùng trắng kiện hạ xuống từ trong làn sương mù dày đặc, chắn ở giữa hai món bất diệt chi bảo. Vô số xiềng xích bắn ra từ chiêu hồn phiên đâm lên bàn chân to này, bong bong rung động, đều bị bắn ngược trở lại, mà ma đao của Ma La Dư chém xuống chỉ để lại trên bàn chân to này một dấu vết trăng trắng. Thần thể nhân hoàng sao? Diệp Phúc sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi chiêu hồn phiên, mở đôi cánh thịt ra gào thét bay đi, thế như cuồng phong giây lát liền bay ra trăm dặm. Là âm hồn của nhân hoàng. Ma La Dư cũng không nhận được biến sắc mặt, cũng không dám tiếp tục la lối om sòm nữa, vội vàng lao đi đuổi theo phía sau Diệp Húc. Ầm một tiếng, ở giữa không trung một bàn tay cực lớn đột nhiên hạ xuống chộp tới hai người. Bàn tay này to hơn 10 dặm, một chưởng chụp xuống, lập tức lòng bàn tay truyền đến lực hút thật lớn, hút cho Diệp Húc và Ma La Dư đều bị định lại bên trong không trung. Bàn tay to lớn kia chụp tới bao phủ chư thiên, phong ấn hư không, phong ấn ngưng kết hư không lại, khiến Diệp Húc và Ma La Dư không đường để trốn. Đây là một tôn âm hồn nhân hoàng, kẻ này khi còn sống chính là thực lực nhân hoàng kỳ, sau khi chết cũng có được tu vi đại vu tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, còn mạnh hơn cả Liệt Hỏa Minh Tôn vài phần, quả thực chính là bá chủ biển oan hồn này. Diệp Phúc từng thấy các loại thực lực của âm hồn, một cước liền dẫm vỡ âm hồn hai đại vu tam bất diệt cảnh, ngàn dặm giang sơn đều bị dẫm cho hóa thành hỗn độn. Lúc này vị âm hồn nhân hoàng này ra tay với hắn, hắn mới biết được sự khủng bố ra sao, gần như không thể có chút sức phản kháng nào. Cô bé, ân oán giữa chúng ta về sau lại tính, hiện giờ liên thủ phá vỡ phong ấn của hắn ta, nếu không thì ai cũng không thể trốn thoát được đâu. Diệp Phúc mở miệng quát lớn, rốt cuộc bất chấp che giấu thân phận của mình, cũng bất chấp sẽ lại tàu hỏa nhập ma, chỉ thấy Ngọc Lâu hiện lên, Kiều Đỉnh đều xuất hiện, Di La Thiên Địa Tháp cùng Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân đều xuất hiện ra, sau đó từng cái tiến vào trong cơ thể của Diệp Phúc. Ngươi là Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo sao? Sắc mặt của Ma La Dư kịch biến, ngơ ngác nhìn Di La Thiên Địa Tháp và Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân của Diệp Húc, thất thanh mà nói: chẳng lẽ ngươi cũng là con lai của người và ma sao? Nói nhảm ít thôi, cùng nhau đón địch đi. Diệp Húc không rảnh tìm mình giải thích cho nàng, lạnh lùng mà nói: cái âm hồn nhân hoàng kỳ này, tu vi còn sót lại của nó hơn Diệp Húc vạn lần, thâm hậu hơn cường giả tam tương cảnh, pháp tương kỳ là Ma La Dư kia gấp trăm lần. Huống chi thân thể của nó bất tử bất diệt, so với tất cả cường giả tam bất diệt cảnh mà Diệp Phúc từng gặp đều lợi hại hơn. Đối mặt với bàn tay kia, dù là Ma La Dư thì sắc mặt cũng thảm đạm, tự thấy tiền đồ không ổn. Diệp Thiếu Bảo, món nợ giữa chúng ta sẽ tính với người sau. Thiên Thủ Tiên Nhãn, Thập Điện Diêm La. Cô ta quát lên một tiếng, pháp tướng sau lưng đột nhiên bảy ngàn cánh tay ra, đám ma nhãn trong lòng bàn tay mở hết ra, trong mắt tối đen như mực kích bắn ra, hư không bị bàn tay to của âm hồn nhân hoàng dưới uy năng của ma nhãn lập tức bắt đầu vặn vẹo. Phía sau Ma La Dư, từng tòa thần điện ma tộc hiện ra, có tổng cộng 10 tòa thần điện không hề giống nhau, tản ra hơi thở ma đạo, có dữ tợn hung ác, có bá đạo trang nghiêm, có nồng đậm ma khí, làm cho người ta vừa liếc qua một cái liền khiến tâm ma nảy sinh. Đây là thập đại thần điện của thập địa hàng cổ ma vực: Diêm Ma Thần Điện, Sâm La Thần Điện, Sâm Ma Thần Điện, U Minh Thần Điện, Diêm La Thần Điện, Diêm Phù Đề Thần Điện, Bình Đẳng Vương Thần Điện, vân 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 vân. Hiển nhiên cô ta không chỉ tu luyện một loại cấm pháp. Vừa rồi thập phương U Minh lại đến thập điện Diêm La hiện ở trong tay, hẳn là hai loại cấm pháp ma tộc khác nhau, hơn nữa đều là loại cấm pháp có uy lực cực kỳ hùng mạnh, vượt xa những cấm pháp bình thường.
Từng tòa Diêm La thần điện chui vào trong ma đao, lập tức thúc dục thêm 7-8 phần uy năng của món bất diệt chi bảo này, hung hăng chém tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia. Keng một tiếng, bàn tay nhân hoàng kia đột nhiên búng ra một cái, chắn lấy đao quang cô ta chém tới. Toàn thân ma la dư rung mạnh, miệng hộc máu bay ngược ra ngoài. Mà ngón giữa của bàn tay nhân hoàng kia cũng bị một đao của nàng ta chém ra một vết thương thật sâu. Những giọt máu màu vàng từ miệng vết thương chảy ra. Giữa không trung truyền đến một tiếng giống giận long trời lở đất, chỉ thấy ngón giữa của bàn tay tên nhân hoàng này mở ra, đầu ngón tay cực lớn điểm tới ma la dư, muốn nghiền chết cô ta. Cùng lúc đấy, quanh thân Diệp Phúc dung nạp đủ loại dị bảo chấn áp thân thể, tay nắm Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một cái búa lớn bay ra bổ tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia. Hắn giống như thần vương tại thế, một búa này bổ ra, bốn tầng công đức kim luân thay đổi không ngừng, những con cự thú viễn cổ sinh ra trong búa sau đó đồng thời bay lên rơi vào phía sau khí thế của hắn, gia tăng thêm ít sức sống trong ngọc thụ thiên địa vốn không có sức sống. Bản vương khai thiên kinh cũng thêm ra một đoạn tâm pháp áo nghĩa lớn. Những con cự thú đó xuất hiện trong khí thế của hắn, khiến cho nội tâm vốn nóng nảy của Diệp Húc đột nhiên trở nên yên lặng rất nhiều, sát khí trong lòng chợt tiêu tan đi không ít, thần trí khôi phục lại một tia thanh minh. Không chỉ có như thế, cự thú bay ra khỏi búa, ngược lại khiến uy lực của Thái Vương, Thái Hoàng, Thần Vương khai thiên ấn càng thêm dũng mãnh, nâng cao gấp bội. Uy lực một búa này của Diệp Húc cũng không hề kém một đao kia của Ma La Dư. Khai thiên lập địa, vạn vật nảy sinh, đem Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn dung nạp vào trong bản vương khai thiên kinh, xem ra bản vương khai thiên kinh của ta lại hoàn thiện thêm một phần nữa rồi. Diệp Húc càng thêm tin tưởng, một búa đánh xuống, đối chọi với bàn tay tên nhân hoàng kia. Chỉ thấy bàn tay đó lại búng ngón tay ra, đầu ngón tay va chạm với Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Chiếc búa trong tay Diệp Húc tan ra từng tấc, mà móng tay, ngón giữa của bàn tay nhân hoàng kia bị chặt đứt, lại có huyết dịch màu vàng chảy ra. Giữa không trung chuyển đến tiếng giống giận kinh thiên động địa, chỉ thấy xương trắng cuộn cuộn bị dư âm đánh mở. Một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, đứng ở bên trong tầng mây sương mù. Hạ gương mặt to lớn, không gì sánh được xuống. Ánh mắt xuyên qua từng tầng sương mù, nhìn hướng hai người bọn họ, dường như đang nhìn hai sinh mệnh nhỏ bé đến đáng thương, lại dám làm thương đến nó, thương đến nhân hoàng. Đây là một người khổng lồ màu vàng, nhân hoàng của nhân tộc, thân thể thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành thân thể nhân hoàng, giống như hoàng đế đương thời nhìn xuống chúng sinh vậy. Diệp Húc khộc máu bay ngược ra ngoài, hắn cùng với Ma La Dư trước sau ra tay, rốt cuộc làm cho thân thể vị nhân hoàng này bị thương, tuy chỉ là đầu ngón tay nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Đi! Ma La Dư giơ một tay ra bắt lấy áo của Diệp Húc, khiêng ở sau lưng lao vội đi. Ở sau lưng, âm hồn vị nhân hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại thò một tay ra nắm thành nắm đấm, một quyền đánh ra. Nắm đấm của hắn như núi, nơi nào đi qua dường như có thể đánh cho chư thiên vỡ nát, hóa thành hỗn độn cuồn cuộn. Sư tỷ, tỷ bị thương rồi, để tiểu đệ cõng tỷ đi. Diệp Húc đột nhiên xoay người, nắm lấy áo của Ma La Dư, khiêng Ma La Dư ở sau lưng, nghênh hướng nắm đấm của nhân hoàng. Diệp thiếu bảo, người ta có ý tốt cứu ngươi, không ngờ ngươi còn như thế với ta, còn có lương tâm hay không đây? Ma La Dư ra sức giãy giụa khỏi bàn tay của hắn, giận dữ tím mặt, vung ma đao lên, liền chém tới sau đầu của Diệp Húc. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, tế chư hồn phiên lên, một bên né tránh ma đao của nàng, một bên lao đi ra phía trước, ánh mắt bất thiện, cười lạnh nói: "Cô bé, cô cõng ta sau lưng, chẳng lẽ không phải là muốn dùng ta ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng hay sao? Cô còn dám ra tay với ta, đừng trách ta hạ độc thủ." Ma La Dư thu đao, cười khanh khách nói: "Coi như ngươi nói có lý đi." Nàng ta cũng không có phủ nhận, vừa rồi bắt lấy áo Diệp Húc chính là muốn để cho Diệp Húc ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng. Nắm đấm cực lớn kia của nhân hoàng đánh đến, đánh nát tất cả, quyền phong thậm chí còn khiến cho hơn 10 dặm sương mù quanh thân thổi bay. Không biết bao nhiêu âm hồn bị quyền phong của hắn đã cuốn lên, cắn nát tại chỗ. Thậm chí rất nhiều âm hồn bất tam bất diệt cảnh cũng không thể tránh được quyền phong của hắn. Thực lực của âm hồn nhân hoàng kia vô cùng dũng mãnh, thật không hổ là nhân hoàng thời cổ. Cả nhân vật mạnh như thế cũng chết ở nơi đây. Trận đại chiến cổ đại kia nhất định là không phải là nhỏ rồi. Diệp Phúc chỉ cảm thấy luồng sức mạnh mênh mông kia vọt tới sau lưng, hủy diệt tất cả. Không phải hắn có thể ngăn cản được. Vừa rồi vị âm hồn nhân hoàng này còn định tính toán bóp chết bọn họ, bởi vậy bàn tay to chụp tới. Mà hiện giờ cũng là thực sự giận dữ, định dùng một quyền đánh nát bọn họ. Diệp thiếu bảo, Liệt Hỏa Minh Tôn ở đâu rồi? Còn không gọi lão gia cứu chúng ta đi. Ma La Dư sợ hãi, lộ ra vẻ sầu thảm, cười nói:
Nếu Liệt Hỏa Minh Tôn không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Vì sao cô không gọi tên cha cô ấy, khiến phân thân của ông ta giáng xuống đi? Diệp Húc chớp động ánh mắt, hỏi ngược lại. Sắc mặt sợ hãi và sầu thảm của Diệp Húc hóa thành hư không, cười khinh khách nói. Không ngờ ngươi biết cha ta sao? Diệp Húc thản nhiên nói. Cô thông minh lại cổ quái, lòng dạ ác độc như vậy, ta nghĩ trên trời dưới đất này chỉ có điện chủ Xâm La Thần Điện, một vị đại vô hoàng mới có thể dạy dỗ ra đứa con gái như vậy thôi. Chỉ cần cô gọi tên cha cô, ông ta tâm sinh cảm ứng, biết cô gặp nguy hiểm, tất sẽ phân thân giáng tới, đánh chết tâm hồn nhân hoàng này hẳn là rất dễ dàng. Coi như ngươi thức thời. Ma La Dư lườm hắn một cái phong tình vạn trùng, cười nói. Nếu ta triệu tập phân thân của cha ta, tất nhiên sẽ đánh chết ngươi, sau đó xử lý Liệt Hỏa Minh Tôn. Diệp Húc cười ha ha nói. Sở dĩ Liệt Hỏa Minh Tôn không xuất hiện cũng là vì đang chờ phân thân của Ma Hoàng giáng lâm, đánh chết thoát thân vô hoàng này tất sẽ rất vinh quang, khiến cho thập đại thần điện phải kính ngưỡng đây. Ma La Dư trợn mắt chừng hắn. Diệp Húc không chịu yếu thế, hai người trong tâm sát khí đại động, hận đến nghiến răng, đều hận là không thể xử lý đối phương trước. Hai người tự mang ý xấu, nhanh chóng lao đi phía trước, chỉ thấy nắm tay của nhân hoàng kia càng ngày càng gần, tiếp qua một khắc sẽ đánh đến phía sau bọn họ, nghiền nát hết hai người bọn họ. Nhân hoàng đã chết rồi mà thực lực vẫn khủng bố như thế, so với tên cường giả Liệt Hỏa Minh Tôn không hề thua kém chút nào. Chỉ sợ những lão quái vật tam bất diệt cảnh như là nhân vật hạ trung đường gặp được âm hồn nhân hoàng như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Húc và Ma La Dư liếc nhau, hai người nghiến răng nghiến lợi, đều cố nén vọng động, dùng đòn sát thủ. Ma La Dư lo mình triệu tập phân thân của Ma Hoàng sẽ bị Liệt Hỏa Minh Tôn đánh nén, mà Diệp Húc thì lo lắng Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện sẽ bị phân thân Ma Hoàng diệt trừ. Ta từ khi xuất đạo tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một kẻ có thể sánh ngang với ta, chí mưu thủ đoạn đều không thua kém ta, hơn nữa người này lại là một cô gái ma tộc, Ma La Dư cũng đáng để ta khâm phục đây. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Nắm đấm của nhân hoàng vượt qua ngàn dặm, một quyền đánh đến. Diệp Húc và Ma La Dư không thể trốn, tránh cũng không thể được, một quyền đó bọn họ chỉ có thể đón đỡ, chỉ có thể ngăn cản. Sắc mặt hai người đột biến, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, đều tự tính dùng đến đòn sát thủ của mình. Lại đúng lúc này, đột nhiên trong sương sáng dày đặc truyền đến tiếng Phật sướng to, một giọng nói già nua khá trầm vang lên. Ta chí thành Phật đạo, thanh danh vang mười phương, cuối cùng không hề nghe thấy, thể bất thành đẳng giác, cách dục vọng sâu chính niệm, tịch tuệ tu phản thành, chí cầu vô thượng tôn, vì chư thiên nhân sư. Thanh âm này tràn ngập phổ thiện tường hòa, giống như có khôn cùng ma lực, làm cho lòng người yên lặng, giết chóc không nổi lên, thậm chí đủ loại sát niệm trong tâm Diệp Húc cũng bị giọng nói này chấn áp hết xuống. Trong lòng sáng sủa, khó có được, thậm chí không khỏi sinh ra tâm hướng thiện. Tiếp theo là có quần quận Phật âm đại sướng truyền đến, như thể là hàng vạn Phật đà đang sướng phản âm, tán tụng Phật Pháp. Thần lực diễn đại quang, chiếu rọi khắp nơi, tiêu trừ tối tăm dơ bẩn, khai sáng cứu giúp chúng sinh khốn khổ. Ông một tiếng, vô biên vô hạn Phật quang từ trong sương mù dày đặc truyền đến, chiếu khắp trời cao, khiến cho tầng tầng lớp lớp sương mù hóa thành hư không. Nơi nào Phật quang chiếu đến, chỉ thấy sương trắng tản ra, những con âm hồn từ bên trong sương mù bay ra, bay đến chỗ Phật quang bắn ra kia, giống như những giáo đồ thành tín nhất vậy. Vô lượng công đức, vô lượng công đức, A Di Đà Phật. Một ảo ảnh đại Phật từ trên trời giáng xuống, hiện trên đỉnh tầng tầng Phật quang, khuôn mặt hiền hậu, ngồi xuống hoa sen nhiều cánh. Phật quang phóng ra, bao phủ lấy trăm dặm, thậm chí cả âm hồn nhân hoàng kia cũng bị bao phủ ở trong đấy. Mà ở phía trên bàn tay đại Phật, một lão tăng nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, miệng niệm Phật Pháp. Quanh thân lão ta giống như đúc bằng vàng ròng, kim thân vô lượng, hiển nhiên đã tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến cảnh giới cực cao. Ở sau đầu của lão ta, tầng tầng công đức kim luân xuất hiện, từng vòng kim luân xoay tròn, có tổng cộng 6 tầng. Bên trong kim luân là một Phật quốc tịnh thổ vô cùng rộng lớn, vô số Phật đà sinh sống trong đấy, niệm tụng kinh văn. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của lão ta thâm hậu hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần, đã tu luyện đến tầng thứ 6 đại đức kim luân. Cường giả tam bất triệt cánh của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Diệp Húc không khỏi biến sắc mặt, lớp lớp Phật âm truyền đến vào bên trong óc của hắn, trong đáy lòng của hắn, khiến cho hắn không nhận được, muốn buông xuôi tất cả, quy y cửa Phật, làm đệ tử thành tín nhất của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Mà những âm hồn nghe tiếng Phật âm mà tới, một đám không còn hung thần ác sát như lúc ban đầu nữa, mà lại trở nên cực kỳ yên tĩnh thành kính.
đều đi vào bên trong Phật quang, lập tức âm hồn hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ, bị Phật âm Phật quang luyện hóa, tan biến thành hư không. Tên cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa đến nơi đây, chỉ e rằng là vì luyện hóa âm hồn, tụ tập công đức rồi. Diệp Húc lập tức đoán được tên lão tăng này vì sao lại xuất hiện ở biển oan hồn. Những đại vu cổ đại chết trong biển oan hồn này nhiều không đếm xuể, âm hồn vô số. Kẻ này dùng Phật quang Phật âm độ hóa đám âm hồn đó, đối với lão ta hiển nhiên là một loại công đức lớn. Có trách lão có thể tu luyện công đức kim luân, luyện bảo diệu quyết đến độ cao như vậy. Phật môn ma âm giỏi nhất là độ nhân, làm cho người ta biến thành tay sai của Phật môn. Ma La Dư lúc đấy cũng biến sắc mặt, Phật âm tuôn vào trong não, đối với nàng càng thêm nguy hại, mơ hồ áp chế ma khí của nàng. Để lão quái vật Tiểu Quang Minh Thánh Địa này đi đối phó với âm hồn nhân hoàng. Diệp Húc không lùi mà tiến tới, phóng đến tầng tầng lớp lớp Phật quang. Ma La Dư cắn chặt răng, nhảy vào theo hắn. Nghiệp chướng! Vị lão tăng kim thân kia vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, chưa hề mở mắt ra, mà ảo ảnh cự Phật viễn cổ lại đột nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt đó, Phật quang nồng đậm như nước màu vàng bắn ra, Phật âm hét lớn. Hóa ra là hai tên tiểu bối ma tộc, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Giết các ngươi, thành công đức cho ta. Ảo ảnh của vị cự Phật viễn cổ này mở bàn tay ra, vươn ra hai ngón tay, niết đến Diệp Húc và Ma La Dư, dường như muốn bóp chết hai con rùi bọ bé tí xíu. Người dám động đến ta sao? Diệp Húc quát lớn, kéo Ma La Dư ra trước người, cả giận nói. Người có biết cô ta là ai không? Cha cô ta chính là Ma Hoàng, ta là con rể của Ma Hoàng. Người dám động đến ta, dù chỉ là một chút thôi. Cha nàng cũng chính là nhạc phụ của ta, sẽ dùng một chưởng đánh chết người. Ma La Dư tức giận đến hộc máu, đang định mở miệng phủ nhận, chỉ thấy bàn tay vị cự Phật viễn cổ kia đột nhiên ngừng lại, dường như rất sợ cái tên Ma Hoàng này. Diệp Húc vội vàng kéo lấy Ma La Dư đi vòng qua bên cạnh bàn tay đại Phật. Ma Hoàng thì sao? Vị đại Phật kia đột nhiên mở miệng, phát ra tiếng vang ầm ầm, cười to nói. Xưa nay chính ma không cùng tồn tại, ta đánh không lại Ma Hoàng, giết con gái, con rể của lão cũng được mà. Bàn tay khổng lồ của đại Phật hạ xuống, bao phủ cả Diệp Húc và Ma La Dư, so với uy lực của cự quyền của vị nhân hoàng kia chỉ kém một bậc. Con lừa già ngu ngốc đáng chết mà. Diệp Húc giận dữ, đang định liều mình tế thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn lên đánh lén vị đại vu tam bất diệt cảnh của Tiểu Quang Minh Thánh Địa này, đột nhiên cự quyền của con nhân hoàng kia đánh nát tất cả, đánh đến xông vỡ từng tầng Phật quang, đánh tới đại Phật viễn cổ. Đại Phật viễn cổ này hẳn là tên đại vu tam bất diệt cảnh Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu tập vào ảnh cấm bảo, dùng để độ hóa luyện hóa âm hồn trong biển oan hồn. Lão tăng quanh chân ngồi trong lòng bàn tay đại Phật, đối mặt với một quyền này cũng đã không thể thông dong bình tĩnh được nữa, hai mắt đột nhiên mở ra. Gian phu dâm phụ lại dám đánh lén ta, các ngươi muốn chết sao? Ma La Dư tức giận gần bùng nổ, khẽ kêu. Lão thặc đần độn kia, sao dám gọi là gian phu dâm phụ? Hôm nay phải nói rõ cho bà cô ta biết, nếu không bà cô ta chặt cái đầu của ngươi xuống, cắt thành cái mũi. Hai tên tiểu bối ma tộc, một đôi cẩu nam nữ, đưa tới tên âm hồn nhân hoàng này, chẳng lẽ không phải vì để đối phó với Phật gia ta sao? Lão tăng này giận tím mặt, cười lạnh mà nói không thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 112 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 113.